Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Năm mới, Nguyễn Thành xin chúc các bạn một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn tất cả những lời chúc từ các bạn nghe truyện cũng như là ly si từ các bạn dành cho MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Có bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tiếp miễn truyện. Quyển 6. Chương 66 truyền vị chuyển ngữ giang hồ cứu nguy sau khi thiên hạ ổn định lưu tú đăng cơ tại trường an chính sử ghi tháng sáu năm hai trăm mười lăm sau công nguyên lưu tú đăng cơ tại thành hạo sau lại sắc phong bách quan bởi vì tuân theo ước định từ thời cao tổ lưu bang không phải người họ lưu thì không được phong vương cho nên đặng vũ phùng dị vì có công nên được phong làm tướng quân có hậu tước Phần đất cho bách quan Và phong hầu cho các chư hầu vương họ lưu song, Lưu Tú Lại đại xá thiên hạ Lúc đó Lưu Tú Đã làm một việc khiến mọi người không ai ngờ tới Hắn ta sửa lại án sai Cho phách phương sĩ Nói rằng vì tiên đế Đã bị lũ gian thần Dùng yêu ngôn mê hoặc Trước khi tiên đế băng hà Đã định ban di chiếu Để sửa án cho phách vương sĩ nhưng vì vương mãn loạn chính cho nên chưa ban ra ngoài bây giờ tân quân đăng cơ đương nhiên sẽ tuân theo di chiếu sửa lại bản án sai giải tội cho phái phương sĩ trước đó từng có tiền lệ sửa lại án sai cho phái phương sĩ chỉ là lần đó quảng nhân và chúng phương sĩ đều không ra mặt cho nên lần này lưu tú sửa án cũng không thấy vị quan viên kia đưa ra dị nghị gì tất cả mọi người đều yên lặng chờ xem lần này Liệu nhóm phương sĩ có khi nào vẫn giống lần trước Không để ý tới thánh chỉ của hoàng đế hay không Ngoài trừ đặng vũ tương quân năm đó Đã tới tiếp ứng cho lưu tú ra Thì không ai biết được đường kim hoàng đế Lại có liên quan tới đại phương sư Rất nhanh sau đó bên phía quảng nhân đã có động tĩnh Cách một ngày sau Đại phương sư quảng nhân dần theo trăm đệ tử đồng môn đi tới thành trường An sau khi đợi lễ quan sắp xếp Quảng nhân dân đầu Cùng hơn trăm tên phương sĩ Tiếp nhận sắc phong của Lưu Tú tại Đại Điện Phái phương sĩ lưu truyền tới nay Đã gần một nghìn năm Từ lúc võ đế Lưu Triệu Tiêu diệt phái phương sĩ Cùng đã hơn 100 năm Rốt cuộc sau khi Lưu Tú chấn hưng lại tộc Hán liền lập lại lần nữa Ngoài sửa lại bản án sai cho phái phương sĩ Lưu Tú còn muốn sắc phong đại phương sư Quảng Nhân làm phủ chính quốc sư mặc dù đây không phải lần đầu tiên quảng nhân được phong quốc sư địa ông ta vẫn viện cớ triều đình nên tuân thủ lời vo đế đã truyền lại về việc phế trừ bách gia độc tôn học thuật nho gia truyền thống bởi vì phái phương sĩ cũng nằm trong danh sách bách gia lưu tú đã lập lại phái phương sĩ cũng không dễ gì quảng nhân cũng không muốn rêu dao lại chọc phải nhiều thị phi khác cho nên ông ta cực lực từ chối. Cuối cùng Lưu Tú cũng từ bỏ suy nghĩ sắc phong quốc sư. Sau khi phái phương sĩ được tái lập, Quảng Nhân và chúng phương sĩ cùng không ở lại kinh thành. Ngày thứ hai sau khi án sai được sửa lại, Đại phương sư Quảng Nhân dẫn theo các môn đệ tử của mình rời khỏi thành trường An về tới tông môn không lâu. Phái phương sĩ lại khôi phục hương hỏa như thời kỳ cường thịnh khi xưa dù sao cũng đã nổi danh từ ngàn năm xa xưa nên chỉ nửa năm sau khắp thiên hạ người bách sư học đạo dồn về đây không dứt khi phái phương sĩ lập lại được nửa năm đại phương sư quảng nhân đột nhiên triệu tập tất cả môn đệ tử lại đợi đến khi nhóm phương sĩ đều đến đông đủ quảng nhân mới đưa những phương sĩ này vào trong đại điện phúng thần trước mặt tất cả mọi người ông tuyên bố một việc lúc trước Ta giữ chức đại phương sư Tiếp quản phách phương sĩ đến nay Cũng được gần 200 năm Dưới sự che chở của các đời đại phương sư Phái phương sĩ Mặc dù đã ẩn thế trăm năm Cuối cùng hôm nay Cũng có thể lập lại Sau khi nói chuyện đến đây Quảng nhân khẽ thở dài Lại tiếp tục nói với đám người Ta trông coi phách phương sĩ này Đã hơn 200 năm Luận số năm cũng đang ngang với đại phương sư tiền niệm Hôm nay Quảng Nhân Cô muốn nói theo sư phụ ta là tiên sinh tử phúc, đem chức vị đại phương sư này truyền xuống cho đệ tử Hòa Sơn. Khi Quảng Nhân nói đến đây, thân thể Hòa Sơn run dày mãnh liệt. Chuyện truyền vị đại phương sư này, trước đó Quảng Nhân chưa hề thương lượng với hắn ta. Mặc dù lúc nghe được một nửa, Hòa Sơn đã có dự cảm, Quảng Nhân muốn truyền vị đại phương sư. Thế nhưng khi chính tay mình nghe được từ trong miệng của sư tôn nói ra, hòa sơn vẫn run rẩy vô cùng ờ à, đệ tử không dám mong đại phương sư thu lại mệnh lệnh đã ban ra lúc này toàn thân hòa sơn trên dưới đã ướt đẫm mồ hôi lạnh lập tức quỳ gối trước mặt sư tôn dập đầu nói đức hạnh và thuật pháp của đệ tử chưa thể kế thừa được vị trí đại phương sư mời sư tôn tiếp tục hòa sơn người có thấy đại phương sư thu hồi pháp chỉ chưa Quảng nhân chặn lời Hòa Sơn nói Đại phương sư truyền cho ngươi Ta sẽ vượt biển Đi tìm đại phương sư tiền niệm Ngươi nói Ngươi chưa đạt tới trình độ đại phương sư Vậy năm đó ta không phải cũng vậy sao Hôm nay ngươi thay vi sư Tiếp quản phách phương sĩ Thì ta mới có thể đi tìm sư tôn của ta Hòa Sơn à Lần này tới lượt ngươi giúp đỡ ta Lúc này Tất cả phương sĩ trong đại điện đều đang nhìn chằm chằm vào đôi thầy trò này qua nửa ngày sau hòa sơn đang quỳ gối trước mặt quảng nhân mới run giọng nói nếu đại phương sư đã quyết định vậy thì đệ tử xin cả gan kế thừa vị trí đại phương sư nếu như đệ tử có mảy may chút xíu nào không thỏa đáng thì mong sư tôn hãy trở về tiếp tục vị trí đại phương sư được rồi ta đồng ý với ngươi trong lúc nói chuyện, Quảng Nhân đã đem tín vật trong tay giao lại cho Hòa Sơn. Sau đó, Quảng Nhân đứng dậy cởi bỏ trang phục đại phương sư của mình, khoác lên người Hòa Sơn. Đã đến khi Hòa Sơn trở thành đại phương sư thật sự, thì hắn ta có thể yêu cầu may lại trang phục theo ý mình. Chỉ có đồ trang sức chuyên biệt của đại phương sư, thì nhất định phải lấy xuống, rồi treo trên người Hòa Sơn. Cảnh tượng này, hơn 200 năm trước, lúc từ phúc định vượt biển, muốn truyền lại vị trí đại phương sư cũng từng làm qua. Chỉ là 200 năm sau, lại đến lượt ông ta làm chuyện này. Nhìn cơ thể run dày của Hòa Sơn, Quảng Nhân khẽ mỉm cười. Đờ vị đại phương sư tân niệm đứng dậy, lại đưa tới vị trí mà ban nãy mình vừa ngồi. Sau đó ông ta dẫn đầu dắt toàn bộ phương sĩ trong đại điện, tiến hành bái đại lễ với vị đại phương sư tân niệm. Lúc mở miệng, sừng hộ cũng sợ theo. Phương sĩ Quảng Nhân tham ngưỡng đại phương sư trung phương sĩ cung hành lễ với hòa sơn theo động tác của quảng nhân chỉ là trong đám phương sĩ này quảng nghĩa quảng đế và môn đệ tử thủ hạ đều lộ ra thần sắc khinh thường dựa theo quy củ của môn phái thì lúc này quyền lực của phái phương sĩ đã nằm trong tay hòa sơn lúc này đại phương sư tân Niệm hòa sơn sẽ ngồi đợi từng người đơn độc tới bái kiến còn đại phương sư tiền niệm thì có thể trở lại phía sau nghỉ ngơi. quảng nhân thức thời lui ra khỏi đại điện, đứng bên ngoài nghe chúng phương sĩ ca tụng hòa sơn. Nghe tới trước đây không lâu, bọn họ cũng nói với mình như vậy, quảng nhân liền có cảm giác như trải qua mấy đời. lúc này quảng nhân không thể tự mình quay lại căn phòng của đại phương sư, ông ta bèn tìm một nơi tĩnh lặng để tĩnh tâm. ngay lúc này, từ phía xa xa xuất hiện vài bóng người lúc này tất cả phương sĩ trong tông môn đều đang bái kiến hòa sơn có thể xuất hiện ở đây lúc này ngoài trừ ông ta ra thì không thể tìm được phương sĩ thứ hai thế nhưng quảng nhân đã đoán được mấy người này là ai Khẽ cười nói quy tiên sinh ở xa tới là khách các người đến đúng lúc đại phương sư tân nhiệm vừa kế vị không đi qua xem lễ hả gọi người là đại phương sư nhiều năm như vậy bây giờ rốt cuộc cũng có thể gọi thẳng tên quảng nhân người thoát khỏi cái danh hào đại phương sư đúng là thuận mắt hơn hẳn đấy bao người xuất hiện phía xa chính là bốn người ngô miễn quy bất quy lâu đầu quy bất quy định lôi kéo vị thủ đồ đảo nhĩ tới thế nhưng quảng trị là đồ đệ của đại phương sư đảo nhĩ cùng với nhánh này của từ phúc không hợp nhau có nói gì thì ông ta cũng không chịu tới cuối cùng vẫn là bốn người bọn họ đi tới tầng môn phương sĩ lao nhân gia ta quen với người hơn bây giờ bao nhiêu người đi chúc mừng hỏa sơn như thế lao nhân gia ta sợ ồn ào lắm không đi xem náo nhiệt thì hơn lúc nói chuyện Quy bất quy lấy từ trong ngực ra một cây ngọc quyết nho nhỏ sau khi vứt ngọc quyết cho quảng nhân lao gia hỏa mới tiếp tục nói đây là độ mà năm đó khi yên ai hầu người giữ chức đại phương sư đầu tiên truyền vị được đại phương sư đời thứ hai đáp lễ cái này là năm đó yên ai hầu tự mình đưa cho lão nhân ra ta hôm nay coi như là ta truyền lại thay đại phương sư đưa cho người lễ thoái vị quảng nhân cầm ngọc quyết trong tay nhớ tới phái phương sĩ suýt thì tiêu vong trong tay mình rồi lại một lần nữa được chấn hưng trong lòng đang ngộn ngang trăm ngàn mối cảm xúc thì liền bị con yêu quái con trai của quý bất quý phá hỏng lao ra hỏa cái này không phải ban nãy cha dùng 80 đồng tiền mua từ chỗ con buôn hàng hóa hay sao sao bây giờ lại thành cái gì mà đại phương sư đáp lễ <laughs> còn có vừa rồi cha lén la lén lút mua tận mấy cái vậy nói trước nha tháng sau sinh nhật lão tử cha đừng ngờ có móc ra cái nào khác nha lại kêu là vật định ước của cha với mẹ ta. Cứ thế mà lửa gạt ta đâu. <laughs> Hết trường thứ 66. Chúng ta cùng nghe tiếp trường 67. Người gắm. Mai từ khi trời tối, nghỉ lễ của tông môn phương sĩ chúc mừng Hòa Sơn kế vị đại phương sư mới xem được kết thúc. Trước đó, Hòa Sơn từng giữ tạm vị trí đại phương sư. Hơn nữa, hắn ta còn là đồ đệ của quảng nhân cho nên chuyện kế thừa đại phương sư cũng đều nằm trong dự liệu của mọi người thế nhưng phái phương sĩ vừa mới chấn hưng lại mà quảng nhân đã vội vàng đem chức đại phương sư truyền xuống cho hòa sơn đây mới là điều khiến người ta không ngờ tới hai phương sĩ quảng nghĩa quảng đế chúc mừng vài câu liền lấy cớ có việc phải làm rồi mang theo môn đệ tử của mình rời khỏi tông môn phương sĩ đợi đến khi trời tối lên đèn lúc này hòa sơn mới trò sơ tàn chúng phương sĩ trước đây khi nghi thức kế thừa danh hào đại phương sư của quảng nhân cũng không được tổ chức lớn chỉ khi từ phúc chuẩn bị ra biển mới chuyển lại vị trí đại phương sư cho quảng nhân ở ngay bến tàu có tiền lệ này nên hòa sơn cũng không muốn làm quá long trọng sau khi chúng phương sĩ rời đi hòa sơn một mình đi tìm sư tôn của mình cho một gian phòng đặc biệt của tông môn trước kia khi từ phúc vẫn còn là đài phương sư thì quảng nhân đều sẽ ở lại đây chỉ là khi hòa sơn tiến vào trong phòng đã là một mảnh hỗn độn vừa mới mở cửa mùi rượu từ trong phòng liệt đập vào mặt có mấy vỏ rượu còn đang vứt lăn lóc trên mặt đất một in thịt rượu thừa rơi vãi trên mặt bàn còn có một cái áo khoác nhét đầy bệ cửa hòa sơn nhìn thấy có chút quen mắt hình như chính là Đồ mặc trên người con yêu quái Bách vô cầu kia Lúc này Quảng Nhân cũng đang ngà ngà say Ngồi cạnh giường tùm tìm Cười nhìn Hòa Sơn bước tới Rồi vai tay về phía hắn ta nói <laughs> à, Tới đây ngồi đi Lần này truyền vị có chút vội vàng Thiệt thòi cho con rồi Hòa Sơn vẫn như trước đây Cung kính ngồi ngay bên cạnh Quảng Nhân Từ trên người lấy xuống một bình nước rót một chén mật ong hầu hạ quảng nhân uống nước dựa theo đạo hạnh của sư tôn mình dù có uống hết tất cả rượu trong thiên hạ này cũng không thể nào say được vậy mà bây giờ lại uống tê mức đỏ ửng cả mặt nói chuyện cũng thở đầy mùi rượu tuy trong lòng hòa sơn chưa nghi ngờ nhưng ngoài miệng cậu không dám nói chỉ ngồi thẳng lưng tiếp tục nghe quảng nhân nói chuyện từ nay về sau con chính là đại phương sư rồi chỉ có đem cả vai phương sư này giao lại cho con thì ta mới có thể an tâm vượt biển đi tìm sư phụ tử phúc. tuy con đã kế vị đại phương sư rồi nhưng ta vẫn có mấy lời muốn dặn dò con. nói đến đây quan nhân dừng lại một chút chỉnh thẳng tà áo ngồi nghiêm chỉnh trước mặt hòa sơn rồi mới mở miệng. lúc này đã không còn người thấy một chút mùi rượu nào. nếu con đã làm đại phương sư thì đừng nên học theo ta. Từ phúc tiên sinh nói rất đúng Ông ấy chọn ta làm đại phương sư Không phải vì muốn ta Thủ thành mở rộng lãnh thổ Mà chỉ cần ta Thu mình thận trọng Vô công vô tội Nếu như muốn phái phương sĩ trở nên vẻ vang hơn Thì chắc chắn quảng hiếu Quảng nghĩa đều hơn ta Còn nếu muốn chọn một đại phương sư Có thành tựu thì quảng đế Không thể nào là lựa chọn thứ hai Ta có thể làm đại phương sư là bởi vì trong những người theo tiên sinh từ phúc học đạo, ta là kẻ có dục niệm nhạt nhất. Ông ấy muốn ta sau khi làm đại phương sư, cứ vô công vô tội, không tranh không giành, để cho phái phương sĩ phát triển theo tự nhiên. Thịnh hay bại đều do ý trời cả. Đáng tiếc là... Sau khi trở thành đại phương sư, dục niệm của ta càng lúc càng lớn hơn. Một lòng chỉ nghĩ tới việc cơ ngơi của ngàn năm của phái phương sĩ lưu truyền xuống Không thể bị hủy hoại trong tay ta Sư phụ của ta tiên sinh tử phúc Anh minh một đời Cuối cùng khi chọn người truyền thụ y bát Lại nhìn sai rồi Sau khi nói đến đây Quảng nhân khét thở dài Nhìn vẻ mặt có chút sợ hãi của hỏa sơn Lại tiếp tục nói Hôm nay ta đem vị trí đại phương sư Truyền lại cho con Còn cũng không cần để ý tới sự thịnh bại Của môn phái mà chuyện trong thiên hạ luôn lên xuống theo chu kỳ. Tầng môn thịnh vượng cũng tốt, suy bại cũng không cần can thiệp. Quảng nhân thấy rốt cuộc cũng nói xong. Lúc này Hòa Sơn mới vội vàng thi lễ nói. Đệ tử ghi nhớ lời giáo huấn của sư tôn. Mọi chuyện trong thiên hạ lên xuống theo chu kỳ. Tầng môn thịnh vượng hay suy bại, Hòa Sơn cũng nhất định không nhúng tay can thiệp. Nghe Hòa Sơn nói xong, Quảng nhân mới thở dài một hơi sau đó lại mỉm cười nhìn phía đệ tử của mình. Hòa sơn à, con có biết vì sao ta lại đem chức đại phương sư truyền lại cho con không? Hòa sơn trầm tư một lát, bất cẩn thận đáp lại. đệ tử sẽ cẩn trọng tuân theo lời dạy bảo của sư tôn, không dám tự mình làm bậy. Quảng nhân chỉ cười nhạt gật đầu. đúng vậy, trong phái phương sư này chỉ có duy nhất mình con là nghe lời của ta nếu chọn người khác thì sợ rằng sẽ lặp lại con đường này chỉ cần con nghe lời ta là được không cần quá coi trọng đối với phái phương sĩ thôi được rồi lời cần nói cũng đã nói xong sau khi con kế vị đại phương sư ta sẽ phụ tá cho con một thời gian rồi giao lại toàn bộ phái phương sĩ cho con ta cũng có thể yên tâm vượt biển đi tìm tiên sinh từ phúc rồi nửa tháng sau Liêu Tú nghe được tin tức phái phương sĩ đã đổi chủ. Bèn hạ thánh chỉ, sắc phong hòa sơn, làm đại phương sư tân niệm phái phương sĩ. Chuyện này trước nay chưa từng có tiền lệ. Bây giờ đạo thánh chỉ vừa ban ra. Hòa sơn xem như là danh chính ngôn thuận, ngồi lên ghế đại phương sư. Quảng Nhân đã thỏa thuận với Hòa Sơn Một trăm ngày sau khi Hòa Sơn kế vị Nếu như không có sự việc gì đặc biệt Thì Quảng Nhân sẽ rời khỏi phái phương sĩ ra biển tìm sư tôn đến thời điểm được hơn 90 ngày Quảng nhân đang bắt đầu chuẩn bị đồ để vượt biển thì ngay lúc này một đạo thánh chỉ của hoàng đế lưu tú truyền tới từ trường an một hai vị đại phương sư gấp rút chạy tới kinh thành trên thánh chỉ không biết rõ đã xảy ra chuyện gì kẻ đưa thánh chỉ tới càng không nói rõ ràng chỉ một mực thúc giục hai vị đại phương sư nhanh chóng lên đường chỉ là vì gấp gáp như vậy nhưng trong thánh chỉ lại không viết rõ hai người quảng nhân hòa sơn có thể sử dụng thuật pháp ra vào trường an hoàng cung hay không cho nên hai người bọn họ không dám tự tiện sử dụng thuật pháp đành phải ngồi xe ngựa ra roi thúc ngựa chạy về phía thành trường an thánh chỉ viết vội vàng mặc dù không thể sử dụng đồn pháp ngũ hành nhưng hòa sơn vẫn động tay động chân lên trên xe ngựa lôi kéo hai con ngựa cao to chạy không ngừng nghỉ. Chiếc xe của bọn họ dường như không còn trọng lượng. Xe phi nước đại rút ngắn đoạn đường, tới rạng sáng ngày thứ ba đã tới dây chân thành Trường An. Hoàng môn truyền chỉ cầm thánh chỉ trong tay gọi mở cửa thành. Xe ngựa trực tiếp tiến thẳng về phía đại nội Hoàng Cung. Có hoàng môn thánh chỉ bên người, hai vị đại phương sư không cần xuống xe ngựa mà cứ thế đi thẳng và tới cổng một tòa cung điện. Ngoài cửa cung, tầng tầng lớp lớp hàng ngàn tên thị vệ thủ hộ. Sau khi Hoàng Môn dẫn hai người Quảng Nhân, Hỏa Sơn tới nơi này, từ bên trong liền có một nội thị tổng quản tự mình dẫn dắt hai người tiến vào đại điện. Sau khi đi vào, hai vị đại phương sư mới nhìn ra đây là một tầm cung. Trong tầm cung có vô số ngự y vây quanh, thế nhưng người nào người đấy đều hiện lên vẻ mặt u sầu hai vị phu nhân một già một trẻ mặc công trang canh giữ cạnh giường còn người đang nằm trên giường chính là người vừa phục hưng hán thất đương kim hoàng đế lưu tú hai vị phu nhân thì quảng nhân và hòa sơn đều nhận ra chính là hoàng hậu đương triều âm lệ hoa và hoàng thái hậu có điều dáng vẻ bây giờ của lưu tú quả thực rất dọa người dáng người cao gầy của hoàng đế đã biến thành sưng phủ Mặt mũi chi chít đốm đỏ lấm tấm Hoàng hậu ngồi bên cạnh Tự mình lau người cho hắn ta Chỉ thấy khăn mặt cũng bị nhuộm thành màu máu đỏ Nội thị tổng quản đi tới trước mặt hoàng hậu Hoàng thái hậu Thấp giọng bầm báo Hai vị đại phương sư đã tới rồi Hai người phụ nữ đó liền đưa nhìn thấy tia sáng hy vọng Dưới sự nâng đỡ của các công nữ Quay người lại nên quảng nhân hòa sơn Nhìn thấy hai người đàn ông tóc bạc Đứng trước mặt Hoàng Thái Hậu giống như Thấy được vị cứu tinh Không đợi Quảng Nhân Hòa Sơn hành lễ Vị Lao Phu này đã thi lễ với hai người bọn họ Hai vị Đại Phương Sư tới là tốt rồi Mời Đại Phương Sư Tôi xem Hoàng Thượng rốt cuộc bị làm sao Không cần biết như thế nào Nhất định phải cứu được Hoàng Thượng nha Quảng Nhân và Hòa Sơn thi lễ xong Một chiếc một sau đi tới bên người Lưu Tú lên nhìn các điểm đỏ trên mắt mũi của Lưu Tú. Quảng nhân lại tự mình cởi nội y của Lưu Tú ra. Chỉ thấy cả người hắn ta cũng đều chi chít những điểm đỏ như máu. Phía bụng dưới đã tụ thành một mảng, còn có mù máu đang thấm chảy ra ngoài. Sau khi cởi quần áo ra, trong không khí còn thoáng mùi hôi tanh của cá. Sau đó Quảng Nhân lại vén bi mắt Lưu Tú lên, chỉ thấy con người của hắn ta giống như đang ngâm trong vũng máu vừa nhắm mắt lại liền có máu chảy xuống theo khóe mắt gỡ miệng của lưu tú ra Cùng thấy đầu lưỡi của hắn ta đỏ cả một mảng hai vị phu nhân cũng đang nhìn thấy hiện trạng kỳ dị của lưu tú bây giờ thấy quảng nhân cởi quần áo của lưu tú ra thái hậu và mấy công nữ khác đều không đành lòng nhìn thẳng quay đầu sang một bên chỉ có hoàng hậu âm lệ hoa rơm rớm mắt nhỏ giọng Nói với hai vị đại phương sư Ở đằng sau lưng Hai vị đại phương sư Bệnh tình của bệ hạ Có thể thuyên giảm hay không Hết chương 67 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 68 Họa cổ độc Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy Quảng nhân và hòa sơn nhìn nhau Đại phương sư tiền niệm Im lặng không nói gì Chỉ có đại phương sư đương nhiệm hòa sơn thở dài Khe lắc đầu nói bệ hạ bị chúng ám toán tà đạo. Lúc nói chuyện, Hòa Sơn đang nhấc cánh tay trái của Lưu Tú từ trong vạt áo ra. Chỉ thấy cánh tay này trăng nõn, không có gì bất thường. So với những vùng khác trên cơ thể, thì cánh tay này cứ như là của một người khác. Sau đó, Hòa Sơn cầm tay Lưu Tú lên, chỉ vào một điểm đen trông như kẹp bớt trên ngón tay trò. Bệ hạ đã bị dính thuật quỷ cổ. Có kẻ đã đem quỷ cổ truyền vào đầu một thứ đồ vật nhỏ như cây kim. Sau khi bệ hạ chạm phải cây kim này thì quỷ cổ sẽ đi vào bên trong cơ thể. Nói đến đây, Hòa Sơn dừng lại một chút, nhìn thoáng qua sư tôn Quảng Nhân vẫn giữ im lặng. Thầy sư tôn không có ý ngăn cản, hắn mới tiếp tục nói. Đối với sơ chung quỷ cổ thì trong vòng 12 canh giờ cần phải thay máu thoát cổ cho bệ hạ. Thế nhưng bây giờ Toàn thân bệ hạ đều chứa cổ độc Tại hạ và gia sư cũng bất lực Mong thái hậu và hoàng hậu Chuẩn bị sẵn sàng Ê là cũng chỉ còn khoảng 24 canh giờ nữa Nghe hòa sơn nói xong Thái hậu lập tức khóc lớn Ngược lại âm lệ hoa Vẫn giữ được bình tĩnh Hoàng hậu khe lau nước mắt Sai cùng nước thân cận trước tiên Đưa thái hậu về tầm cung nghỉ ngơi Sau đó cho đám thái y trong phòng tàn bớt đi lại kêu nội thị tổng quản đi ra ngoài điện gọi hai đại thần canh giữ bên ngoài là đặng vũ và phùng dĩ đi vào nhờ hòa sơn thi triển thuật pháp để lưu tú có thêm được canh giờ để ủy thác cho đám đại thần trước lúc lâm chung đợi đến khi đặng vũ phùng dĩ tiến vào quảng nhân tự mình động thủ giữ cho hồn phách của lưu tú không rời đi lát sau vị hoàng đế trùng hưng hán thất liền mở mắt nghe hòa sơn thuật lại tình huống hiện tại của mình Đường mắt của liêu tú không kìm được chảy xuống hòa sơn phải liên tục thúc giục liêu tú mới bắt đầu run rẩy bàn giao hậu sự thế nhưng mới nói được vài câu hai con mắt của liêu tú đột nhiên trợn lên sau đó đầu của hắn ta lệch sang một bên không nói ra được chữ nào nữa hòa sơn nhìn cả đám người đang há hốc mồm trợn mắt lắc đầu nói bệ hạ băng hà rồi. Nhất thời, tất cả mọi người trong đại điện Đeo quy sụp xuống. Tiếng khóc thất thánh bao trùm khắp phòng. Thế các nhóm phi tần không ngừng chạy tới. Quảng Nhân và Hòa Sơn khẽ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người lui ra khỏi đại điện. Đứng đợi bên ngoài đại điện nửa ngày. Mới thấy hoàng hậu khóc tới run dậy được đám nội thị công nữ nâng ra. Điện tới hai vị đại phương sư Còn đang đứng chờ ngoài điện Âm lệ hoa vội lòng nước mắt Cô nén đau buồn Cất tiếng nói với hai người quảng nhân hòa sơn Hai vị đại phương sư Đi đường xa vất vả tới đây Bạn cũng còn muốn cùng hai vị Thương lượng một chút Về việc xử lý hậu sự của bệ hạ Phải tìm được kẻ mưu phản Mưu hại bệ hạ Sau khi nói xong Hoàng hậu cũng gọi cả hai người Đặng Vũ, Phùng Dị ra Dân theo quảng nhân hòa sơn cùng đi tới một tòa cung điện bắt đầu thương lượng chuyện đại sự dòng giã cả một ngày mọi người trong hoàng cung đều bận rộn lo hậu sự cho lưu tú đến tận khi trời tối mới tạm xem như kết thúc di thể của lưu tú được đặt ở nam cung do vị thái tử nhỏ tuổi và mấy vị hoàng tử cùng túc trực bên linh cữu nhưng qua giờ tí hoàng hậu liền hạ lệnh cho các vị hoàng tử nhỏ tuổi Chỉ cần tới ban ngày Ban đêm sẽ do các vị hoàng đệ của Lưu Tú Ở Kinh Thành tới thay Mấy vị chư hầu vương Còn chưa kịp tới Nam Cung Thì nhóm hoàng tử Đều đã bị nhu mẫu của mình ôm đi Trong Nam Cung Chỉ còn lại mấy tên nội thị Tạm thời canh giữ Không lâu sau Bên ngoài truyền tới Một trận tiếc bước chân Ban đầu Nhóm nội thị đều nghĩ rằng Các vị vương gia chư hầu vương Tới nên cũng không để ý Sau đó tiếng bước chân càng ngày càng gần Cửa lớn Nam Cung bị người đẩy ra Một người đàn ông mặc áo đen Từ bên ngoài bước vào Giây phút khi người này đi vào Nam Cung Đám nội thị vốn đang định cuối người hành lễ Thì đột nhiên đều trợn trăng mắt Còn chưa kịp nhìn xem người tới là ai Thì đã đồng loạt bất tỉnh nhân sự Té xỉu xuống đất Ngày áo đen liếc nhìn sang hai phía Xác định khi không còn người ở đây nữa Hắn ta bước về phía Đài Ngọc Đang đặt thi hài của Lưu Tú Khi tới gần Người áo đen cười lạnh nói nhỏ Hai vị đại phương sư Cũng chỉ như thế mà thôi Còn tưởng rằng các ngươi đã tới Thì sẽ có biện pháp giải cổ độc Vừa nói Người áo đen vừa vươn tay về phía lồng ngực của Lưu Tú Ngay khi bàn tay của hắn ta Sắp chạm vào cây xác Thì đột nhiên Lưu Tú Mặt đầy cho tàn bông mở mắt Trở tay Nắm chặt lấy cổ tay của người áo đen Há miệng nói chuyện Thì lại là giọng của Hòa Sơn Ta tiếc quỷ cổ của ngươi Nên đã đợi ngươi cả một đêm đấy Lúc này Thì người áo đen cũng hiểu được mình Đã trúng phải kế Của hai thầy trò Hòa Sơn Bây giờ cổ tay Còn đang bị vị đại phương sư tân nhiệm nắm chặt Khó mà thoát thân được Đúng lúc này Trên tay khác của hắn ta Xuất hiện một con dao găm Điều muốn dãy rủa đến cùng. Chỉ thấy hắn ta vung dao lên, một tia sáng lạnh lẽo lóe ra. Lưỡi dao đã cắt thẳng xuống phần cổ tay bị Hỏa Sơn nắm lấy. Máu tươi vàng tung tóe, nhưng hắn ta không kêu lên một tiếng nào, lập tức xoay người chạy ra phía ngoài đại điện. Nhìn hắn kéo theo một đường máu tươi định chạy trốn, Hỏa Sơn ở phía sau lưng cất tiếng cười lạnh. <cười> người nghĩ rằng có thể trốn thoát được sao? Lúc nói chuyện, Đại Phương Sư Tân Niệm đã vứt bỏ bàn tay kia đi. Sau đó, he vô về phía người ao đen. Chỉ thấy người đàn ông kia chạy trốn tới cửa, nếu cơ thể lại ngã ngựa bay ngược về phía hòa sơn. Khi ở giữa không trung, người đàn ông đó định cầm con dao đâm về phía hòa sơn. Nếu khi dao gàm sắp chạm tới người hòa sơn, thì phía trên đỉnh mũi dao bông hiện lên ánh lửa nhỏ. Sau đó, một cô năng lượng khổng lồ Đất bồng cả người đàn ông đó lên quật ngã rầm rầm dưới chân hòa sơn không đợi người áo đen đứng dậy hòa sơn đã ra tay chiếm yêu thế một chân dẫm thẳng lên đầu kẻ đó mà miệng nói nếu người còn định dãy rủa thì ta sẽ dẫm nát bét cái đầu của ngươi muốn hỏi gì thì túm lấy hồn phách của ngươi hỏi cũng được mà nghe hòa sơn nói vậy lúc này người áo đen mới yên lặng lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh hòa sơn chính là đại phương sư tiền niệm quảng nhân nhìn thấy bàn chân của hòa sơn còn dẫm trên người kẻ áo đen kia quảng nhân khét lắc đầu quay sang nói với đệ tử của mình bây giờ ngươi không còn là hòa sơn luôn đi theo sau lưng đại phương sư nữa ngươi đã là một vị đại phương sư rồi ngươi có thấy ta hay từ phúc tiên sinh làm thế này bao giờ chưa hòa sơn bị quảng nhân dạy dỗ mặt liền đỏ lên vội vàng thu chân lại sau đó còn sử dụng thuật pháp cầm máu cho người ao đen kia thấy lúc này người áo đen đã không còn ý định phản kháng quảng nhân mới nói vọng ra với mấy tên thị vệ ngoài cửa cung mời bệ hạ vào đi đã bắt được nghịch tặc hà cổ độc mưu hại bệ hạ rồi nửa ngày sau cửa cung lại được mở ra Giờ một đám thị vệ chen chúc chỉ thấy hoàng đế liêu tú đã khôi phục hoàn toàn như lúc đầu từ ngoài cửa cung bước vào Thế kẻ áo đen nằm im dưới đất liêu tú ngồi xuống ghế mỉm cười nhìn quảng nhân và hòa sơn khẽ gật đầu một cái rồi lại quay mặt nhìn tên áo đen kia ngươi là ai có biết mưu phản đưa kim hoàng đế là tội danh gì không nói chỉ kẻ đứng sau lưng chỉ đạo ngươi chấm sẽ biến cho người tội chu di kiểu tập Người ao đen đó vẫn nằm trên mặt đất Hai con mắt trợn trừng trừng Nhìn lên nhà Mà kệ Lưu Tú và Hòa Sơn nói gì Cái này từ đầu tới cuối đều không đáp một lời Thế người này không mở miệng nói chuyện Lưu Tú thở dài Bèn quay lại nói với nội thị Không cần thẩm vấn nữa Sau khi tra ra được thân phận của người này Diệt tam tộc Bởi vì người ao đen Đã bị trọng thương Cho nên không thể sử dụng đồn pháp ngũ hành nên Quảng Nhân và Hòa Sơn Cũng không để ý tới hắn ta Chỉ cho người cột tên này vào xích sắt Rồi để thị vệ kéo đi Lúc này Liêu Tú mới đứng dậy Nói Đa tạ hai vị đại phương sư Đã cứu mạng chấm Nếu không có hai vị Thì chấm dù có chết Cũng sẽ phải chịu nỗi khổ Mổ ngực moi tim Độc quỷ cổ Đối với các tu sĩ thông thường Chính là cổ độc phố Nam nhưng trong mắt hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn Thì không tính là việc gì khó Chỉ là nếu như giải độc ngay tại chỗ Thì sau khi bọn họ rời khỏi kinh thành Khó mà đảm bảo được bọn người kia lại tới hại lưu tú Cho nên Quảng Nhân và Hòa Sơn lợi dụng pháp mật ngữ Thông đồng với lưu tú và hoàng hậu âm lệ hoa Diễn ra vở kịch này Hết trường 18 Chúng ta cùng nghe tiếp chương Sát thần lại đến Chuyển ngữ Giang hồ cứu nguy Người ao đen kia Luyện chế quỷ cổ Vô cùng phức tạp Đa số các tu sĩ Chỉ thu được quỷ cổ trong sư môn Chứ không có phương pháp luyện chế Thế nhưng quỷ cổ Cũng có chỗ riêng biệt Nhưng ai bị cổ độc hại chết Thì trái tim của họ Đều sẽ tích lại Một lượng cổ độc lớn Sau khi những người này chết đi thì sẽ bị người ta moi tim lấy cục máu kết ở bên trong ra đem đi bảo chế thành một quỷ cổ mới cũng bởi điều này mà cục máu ở bên trong trái tim còn được gọi là cổ trùng còn quỷ cổ cũng có thời gian khá dài được gọi là cổ moi tim lúc đầu vốn hòa sơn không ôm nhiều hy vọng về việc có thể dẫn dụ được người áo đen kia xuất hiện là làm ra loại chuyện như ám sát hoàng đế thì còn ai để ý tới chôn quỷ cổ này chứ ấy vậy mà lại có tu sĩ thực sự liều mạng bị dụ ra sau khi gây ra chuyện long trời lở đất như thế nhưng vẫn quan tâm tới cổ động hai người bọn họ cứ nghĩ lưu tú sẽ mời bọn họ dùng hình bức cung về tên thích khách áo đen kia dù sao hắn ta cũng chỉ là một tu sĩ tam lưu mà lại có gan tới hành thích hoàng đế sau lưng nhất định có kẻ đồng miêu. Không nghĩ tới, sau khi người ao đen kia bị áp giải đi, Lưu Tú thậm chí còn không hề nhắc tới, chỉ cảm ơn ân cứu mạng của hai người, rồi kêu nội thị lùi xuống bày tiệc rượu, lôi kéo hai vị đại phương sư cùng ngồi ăn uống tiệc rượu. Rõ ràng vừa mới trải qua một trận sinh tử mà Liêu Tú lại giống như chưa hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Sau khi dọn tiệc, hoàng đế còn tự mình đi mời rượu. Hòa Sơn khẽ nhíu mày Nhưng vẫn đứng dậy nói Bệ hạ vừa mới giải cổ độc quỷ Cơ thể còn suy yếu Lúc này vẫn nên nằm trên giường Nghỉ ngơi thì tốt hơn Không sao đâu Có hai vị đại phương sư ở đây Nếu như tới chén rượu Chậm còn không dám uống truyền đi chẳng phải Bị người trong thiên hạ cười nhạo hay sao Vừa nói Liệu tú đã chủ động uống trước một chén rượu Hòa Sơn chỉ có thể cười khổ cùng quảng nhân uống cạn. Thầy Lưu Tú lại rót thêm mấy chén rượu nữa. Lúc này quảng nhân khẽ cười. Nhờ lúc Lưu Tú định mời rượu, bên bờ miệng nói với hoàng đế. Bệ hạ không thẩm vấn thích khách vừa nãy, chứng tỏ đã đoán được thân phận của thích khách. Có điều thích khách này xuất thân là tu sĩ, thì có lẽ vẫn có đồng môn, đồng đạo tiếp ứng. Mặc dù hắn ta đã phải đền tội nhưng vẫn cần lưu ý những kẻ khác Có thể tiếp tục tới gây bất lợi cho bệ hạ Có hai vị đại phương sư Ở bên cạnh chấm Chính là chỗ dựa lớn nhất rồi Thiên hạ này Làm gì còn tu sĩ nào Dám cả gan làm loạn đến hành thích chứ Mà chỉ cần lôi một kẻ ra thị phạm đền tội Thì những kẻ khác Cũng không dám bén bảng tới nữa Liêu Tú cười nhạt nói tiếp muốn biết ai miêu hại chấm không hề khó thiên hạ với mới ổn định quân quyền còn nằm trong tay chấm các chư hầu vương cũng chưa trở lại đất phong của mình nếu như chấm qua đời thì đối với bọn họ lại vô cùng bất lợi bọn họ cũng không phải kẻ ám sát các hoàng tử của chấm còn nhỏ mâu thuẫn trong nhà cũng phải qua một khoảng thời gian nữa nếu cả trong lẫn ngoài cung đều không có nghi phạm có khả năng hành thích vậy thì chỉ có thể là mấy đạo nhân mã Lúc trước cùng tranh giành Giang Sơn với chấm mà thôi Nói đến đây Liêu Tú buông chén rượu trong tay xuống Ánh mắt thanh tình Không có chút dấu hiệu của say rượu Dừng một chút Nói tiếp Vương Mãng và tộc nhân của ông ta đã chết hết rồi Lê Huyền vốn dĩ Chính là hoàng tộc Sau này hắn ta còn cần chấm bảo hộ Các vị tướng quân xích mi Đều đã giải ngũ về quê Mọi cửa đồng của Lưu Bồn Tử Đều bị chấm nhìn chằm chằm Như vậy thì Nói đến đây Lưu Tú dừng lại một chút Sau đó mỉm cười nhìn Quảng Nhân Như vậy Nhưng tù sĩ có năng lực để ám sát chấm còn lại Cũng không có mấy người Trong đó Kẻ muốn chấm chết để thiên hạ đại loạn nhất Thì chỉ có xích mi phản sùng mà thôi Nghe Lưu Tú nói xong Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói Nói vậy thì Bệ hạ muốn thầy cho chúng ta Vây bắt Phan Sùng ư Có điều chuyện này Phải khiến bệ hạ thất vọng rồi Cái này không phải tu sĩ Coi như phai phương sĩ dốc lực vì thiên hạ này Thì cũng không thể Không cần phiền phức như vậy Chưa đợi Quảng Nhân nói xong Trong không khí đồn niên vang lên một giọng nói khác Sau đó Một người đàn ông tóc bạc liền xuất hiện Người này chính là kẻ cách đây không lâu Xuyên thì có một trận ác chiến với bọn Quảng Nhân Kinh Giao Trong tay hắn ta Còn đang sách theo một cái đầu người đâm máu Đầu người ngoặt sang một bên Cho nên từ góc độ của Lưu Tú Và bọn người Quảng Nhân Không nhìn rõ tướng mạo của người đó Sau khi thấy Sự xuất hiện đột ngột của Kinh Giao Đám thị vệ hầu cận Vội vàng vây chặt Lê Lưu Tú Chen chen chúc trúc Dân Hoàng đế lùi bước ra phía ngoài cung điện Đơn sợ đem điều ta đến đây để giết quân Thì ngươi đã sớm chết từ lâu rồi Còn đây là lễ gặp mặt Thế quảng nhân cùng Hòa Sơn Đều đứng bên cạnh Liêu Tú Kinh Giao chỉ cười lạnh một tiếng Sau đó vật cái đầu trong tay Về phía mấy người họ Đầu người làn tơi dưới chân quảng nhân Cả đám người lập tức nhìn rõ khuôn mặt Của người đó Chính là xích mi phản dùng Mà bà nãy Liêu Tú vừa nhắc tới Chỉ là tên này vừa bị truy nã liên tục cho nên đã nhuộm đen Cả hai hàng lông mày của mình Người này Năm lần bảy lượt Xúi dục ta tiến cung ám sát hoàng đế Nhưng đều bị ta cự tuyệt Lại còn dám câu kết với mấy tên tu sĩ Không sợ chết kia Để ám hại ta Kỳ giao nhìn về phía đầu người Vẫn còn đang há miệng nhe răng mà cười lạnh Nụ cười khiến cho khuôn mặt âm nhu của hắn Càng trở nên có phần quỷ dị Sau đó lại nghe hắn nói tiếp Hắn ta đã muốn chết Thì cho hắn tọa nguyện thôi Vừa lúc bận cái đầu của hắn dùng luôn Bệ thầy cho hai người các ngươi Vừa đến kinh thành Nên ta liền dùng nó Làm lễ gặp mặt Kinh giao Ban đêm ban hôm Ngươi xông vào hoàng cung Muốn làm gì Thế kinh giao ung dung Mang theo đầu của phản sùng tới đây Quảng nhân và hòa sơn đều nhíu mày Bản lĩnh của vị đồng môn này Hai thầy cho bọn họ đã được chứng kiến tận mắt Hắn ta còn có thể mượn thuật pháp Của sư tôn từ phúc của mình Lần trước còn có cả quảng nghĩa Quảng đế cùng các đệ tử đồng môn Còn thêm cả sự giúp đỡ Của ngô miễn quy bất quy Nên quảng nhân mới có thời cơ để tính toán Bây giờ chỉ có hai thầy trò bọn họ Hơn nữa Kình giao cũng không phải phương sĩ Nếu thật sự đã đánh nhau trong hoàng cung, Thì phần thắng của ông ta Và Hòa Xuân cực kỳ nhỏ Quảng Nhân Để mặt ngươi với ta đều chung một sư tôn Nên sự việc lần trước Ta sẽ coi như không có gì xảy ra Kinh giao cười lạnh một tiếng Rồi nói tiếp <laughs> Ta có phải do sư tôn phái tới Để bắt ngô miễn hay không Trong lòng ngươi tự rõ Người đem đại phương sư Truyền cho Hòa Sơn Chẳng lẽ không phải vì muốn vượt biển Tìm sư tôn để tả lỗi hay sao Nói đến đây Kinh giao dừng lại một chút anh băn đã một vòng trên người Quảng Nhân Hòa Sơn Rồi mới tiếp tục nói Mà việc sư tôn đã giao Mà kệ người có giúp hay không Thì ta đều sẽ hoàn thành Nếu như thầy cho hai người các ngươi Không muốn nhảy vào vũng đức độc này Thì ta cũng không ép buộc Chỉ cần hai người các ngươi Không giúp đỡ Thì chuyện của Ngô Miễn Ta sẽ tự mình xử lý Thế nào Đại phương sư Người suy nghĩ lại xem Quảng nhân nghe vậy chỉ mỉm cười Quay sang nhìn Lưu Tú Mặc dù có hơi bối rối Nhưng vẫn không hề rời khỏi đại điện Bệ hạ Về kình giao tiên sinh này Cùng Quảng nhân đều cùng chung một thầy Hà là bệ hạ Cũng từng nghe qua kinh giao tiên sinh Lúc trước khi tranh đấu Với đại quân Xích Mi Kinh giao tiên sinh đã từng một mình cưỡi ngựa Lao lên chém giết giữa hai quân Hôm nay hắn mang theo lời dặn Của sư môn tới Quảng Nhân muốn mượn cung điện của bệ hạ để chờ nghe lời dạy bảo của sư tôn. Mong bệ hạ thành toàn. Đại phương sư đã muốn đừng nói một tòa cung điện dù có đưa cả hoàng cung cho đại phương sư cũng có làm sao. Liêu Tú cất tiếng cười to sau đó quay sang làm nửa lễ với tên kình giao đang cười âm hiểm rồi mang theo bọn thị vệ rời khỏi tòa cung điện này. Sau khi đi ra ngoài, còn lại hai thị vệ thủ vệ Liêu Tú chỉ mang theo một đám thị vệ Nội thị đi về phía tầm cung của mình Sau khi đi qua Hai ba tòa cung điện Đồ nhiên Liêu Tú bước chân chậm lại Rồi cứ lẩm bẩm một mình nói Theo tới rồi sao Nội thị đỡ Liêu Tú Ở bên cạnh đáp lại nhỏ như mũi Không có Mặc dù thuật pháp của thần kém xa Với đám đại phương sư Nhưng thần chuyên tu pháp mục nếu xung quanh có tu sĩ ẩn giấu Thì thần lập tức sẽ biết Lần trước người cũng nói như vậy Kết quả thì chấm suýt mất mạng Bởi cái thứ quỷ cổ đó đấy Liêu tú nhìn mặt nội thị đó Nói tiếp Chấm lại tin ngươi thêm một lần Ngươi tự mình đi xử lý đi Đừng mượn tay kẻ khác Nội thị khẽ khom người hành lễ Sau đó rời khỏi đội ngũ của hoàng đế Một thân một mình biến mất trong màn đêm Mà Liêu tú Giống như không nhìn thấy Quay sang nói với thị vệ bên cạnh Bỏ đi Không đi tầm cung nữa Đi xem hoàng hậu một chút Mặc dù chỉ là giả chết Nhưng công dọa nàng ấy không nhỏ rồi Hết trường thứ 69 Chúng ta cùng nghe tiếp chương 70 Cái con cá gì kia Chuyện ngữ giang hồ cứu nguy Trong hoàng cung Đang náo tung trời thì ở phía ngoài thành hạo, vài trăm dặm cũng xảy ra một việc kỳ quái không nhỏ. Lúc trước khi Liêu Tú đưa đại quân rời khỏi thành hạo, đã dặn thái thú nhất định phải trông giữ cho kỹ một tòa nhà lớn, nhất là nhà kho chứa đồ bên trong tòa nhà, không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp cận. Trước đó, khi đại quân của Liêu Tú và Sinh Mi đang giảng co, vị thái thú kia liền mang tâm tư động vào những món đồ bên trong tòa nhà Thời dìm trời tối đi qua xem Thầy Kim Ngọc chân thành cả dương Hai bắt lao tà liên trận lớn Trong lòng nhen nhóm ý định Ôm đống bảo bối cao chạy xa bay Nếu không phải sau đó Đại quân của Liêu Tú mạnh mẽ Đánh bại quân Xích Mi Bình ổn thiên hạ Thì thái thú đã cướp giật bảo vật Tha hương bỏ trốn Là một tài chủ phú giả địch quốc một phương rồi Nửa tháng trước Liêu Tú đã đưa thai thú tới thành hảo Lúc Thái thú tiền niệm tới đây Tiếp nhận thì phát hiện Chân bào trong nhà kho Đã không cánh mà bay Lập tức ông ta bị dọa tên mức Trông gió đoạn khí Lục Thái thú tân niệm tới điều tra nhà kho Chỉ thấy trên mặt đất có mảnh lụa Trên đó viết bốn chữ Vật quy nguyên chủ Mấy ngày nay Thành Hạo đang hoành hành nạn trộm cướp Trong thành Lạc Dương Cô có một chuyện mới mẻ một đội gồm 8 chiếc xe ngựa tiến vào bên trong thành Lạc Dương. Cả đoàn xe trùng trùng điệp điệp đi dạo một vòng quanh thành Lạc Dương, cuối cùng dừng lại trước cửa lớn tòa nhà kia. dẫn đầu đoàn xe ngựa này bước xuống là một ông lão có dáng vẻ không được già dặn lắm. Thêm một đứa trẻ nhảy nhót bên cạnh cùng đi tới gõ cửa lớn. Cô không biết ông lão đó có câu gì mà chỉ lát sau đã thấy chủ nhân của căn nhà này mang theo người hầu của mình từ trong nhà đi ra. Sau khi chọn được một cốt xe ngựa, thì hân hoan vui mừng đánh xe ngựa, rời khỏi phủ đệ của mình. Sau đó, từ trên xe cũng lục tục xuống thêm mấy người. Trong đó, có một tên to con đem mấy chục dương hòm từ trên xe ngựa dỡ xuống, đem vào bên trong tòa nhà. Đợi đến khi sắp xếp xong xuôi, đóng cửa lại, tên to con mới hét lên với mấy người kia. Lão già hỏa Lão từ không hiểu Không phải chỉ là một cái con cá gì thôi sao Vậy mà đã sợ sống không nổi rồi à Chúng ta nhiều người như thế Mà còn sợ hắn ta sao Cứ như lần trước ấy Hẹn cả bọn quảng nhân tới Sau đó bất ngờ Vậy bắt con cá kia trong ngõ nhỏ Kinh giao Không nghe hết Lão nhân gia ta còn không biết Người đang nói ai đấy quy bất quy nhìn đứa con trai của mình khởi hăng hắc mấy tiếng rồi nói tiếp cái này bé con không cần quan tâm một thời gian nữa hắn ta sẽ biến mất thôi đáng tiếc nhìn xem một đứa bé ngoan như thế tự dưng lại đi chọc vào ở cái thông nguyên pháp khí gì kia trong hai người đàn ông tóc bạc thì quảng trị là người chịu uất ức nhất lúc đấy ông ta cái gì cũng không biết đã thiếu chút nữa thì mất mạng chỉ nhớ khi ấy trước mắt ông ta Đột nhiên tối sầm lại Khi mở mắt ra Thì đến cái mạng cung xuyên bị vật đi Còn khiến cho đối thủ Một mất một còn của sư tôn mình chê cười Thế nhưng bây giờ Khi nghe quy bất quy nhắc tới thông nguyên pháp Thì quảng trị liền nhăn chặt mày lại Lúc trước ông ta Đã nghe sư tôn tinh vệ Nói qua về cái này Nhưng mà hình như Cũng không có tác dụng gì mấy Cho nên không nói kỹ Bây giờ nghe lão gia hòa nhắc tới Quang trị nhịn không được mở miệng hỏi Thông nguyên pháp Chính là thuật pháp truyền đi à Nhưng hình như Chưa có ai từng thành công Đông là đệ tử của đại phương sư đảo nhĩ Kiến thức rộng rãi Quy bất quy cười ha hà Khai khí một câu mới nói tiếp nó đến thì năm đó Lao nhân ra Cũng là từ miệng từ phúc nghe được Đây là một phương pháp có thể truyền rời thuật pháp sang cho một người khác có điều loại thuật pháp truyền cho người khác này có thể xem như là thuật pháp của bản thân tái sinh lại xem đi không sai mà đáng tiếc là thuật pháp này có một lỗ hổng vô cùng lớn sau khi nói đến đây quý bất quy dừng lại một chút để thấy ánh mắt gấp gáp muốn biết lỗ hổng đó của quảng trị quý bất quy cười hà hà tiếp tục nói Muốn tiếp nhận thuật pháp của người khác Cần lấy tinh mạng của mình làm dẫn Thì mới có thể thành công Mà thuật pháp tiếp nhận càng mạnh mẽ Thì cái mạng nhỏ của người Tiêu hào cũng càng nhiều Ngồi miễn quy bất quy Và tiểu nhận tam lập tức hiểu rõ ý của quy bất quy Chỉ có bách vô cầu vân nhăn chặt mày Lại to như cách u cục Thầy hắn ta sơ muộn cũng mở miệng hỏi lại Lao ra hòa Bèn dứt khoát chủ động giải thích Lấy ví dụ nha Nếu người bình thường Mà tiếp nhận thuật pháp của lão nhân gia ta Thì trong nháy mắt Tâm mạch sẽ bị nổ tung ra mà chết Cái lao ra hỏa từ phúc kia Thì còn kinh hơn Dính một chút thuật pháp của lão ta Là sẽ lăn ra chết luôn lộc trường khi thuốc trường sinh bất lão Chưa được làm ra Thì thông nguyên pháp cơ hồ Là để giết người Lão tự hiểu rồi không đợi Quy Bất Quy nói xong Bách vô cầu đã không nhịn được chen miệng Cái con cá gì kia Cũng là tóc bạc trường sinh bất lão mà Hắn ta đã mượn thuật pháp của từ phúc Chà Chà đang nói nhảm đấy hả Còn hiểu cái rắm mẹ Quy Bất Quy khó mà nhịn được Chửi tục một câu Thời lúc đứa con trai còn chưa đáp lại liền tranh thủ nói Dù có luyện chế được thuốc trường sinh bất lão thì cũng không chịu nổi sự dày vò của thông nguyên pháp Lục Trừng khi lao ra hoạt từ phúc kia Nghe ra cái thông nguyên pháp này Đã tính tới thể chất của người đầu bạc Sau khi dùng thông nguyên pháp Mượn thuật pháp của người khác Thì tuổi thọ sẽ không khác gì người bình thường Chúng ta chỉ cần trốn ở chỗ này Để kinh giao không thể tìm thấy quá năm sau mười năm nữa Nếu hắn ta còn chưa chết giả Thì phải quay lại chỗ từ phúc để trả lại thuật pháp Thì hắn ta mới có cơ hội tiếp tục sống sót Có điều ông trời vốn rất công bằng Dù là người có thể chất tóc bạc Nhưng thông nguyên pháp chỉ có thể sử dụng một lần Người tóc bạc vốn đã rất ít Từ phúc không nỡ trả đạp đâu Quy tiên sinh Nếu đang muốn trốn Thì tại sao không trốn tới đảo nhĩ Quảng trị nghe xong liền mỉm cười nói Chỉ cần chúng ta đợi trên đảo nhĩ khoảng 100 ngày Lúc trở lại Kinh giao đã sớm không còn ở đây nữa rồi Đảo nhĩ Quỷ bất quy chỉ nở một nụ cười Sau mới nói Lúc trước tử phúc Đã từng thần không biết quỷ không hay Lên đảo một lần Lúc mà người biết đến hòn đảo đó Thì tên kinh giao kia Không phải đang trông coi trên thuyền sao Nếu không trở về đảo nhĩ Thì toàn bộ thiên hạ Đều là chỗ ẩn thân của chúng ta sau khi lên đảo nhĩ rồi Cái hòn đảo nhỏ đấy Cũng chẳng hơn cái bàn tay làm mấy Chúng ta muốn chạy cũng không thoát Còn một biện pháp khác Trong lúc Quý Bất Quý nói chuyện Ngô Miễn vẫn luôn lộ ra một nụ cười cổ quái Đợi đến khi Lao ra hỏa kiên nói xong Người đàn ông tóc bạc này Mới dùng cái giọng điệu quen thuộc Mọi khi mở miệng nói Người có thể trực tiếp giao ta ra Vừa vặn có thể lấy ta đổi được biện pháp phá giải phong ấn cho ngươi. Quỷ bất quỷ à? Vậy thì ngươi không lỗ đâu. Chúng ta ăn ngay nói thật. Làm nhân gia ta không phải chưa từng nghĩ tới. Nếu nói không muốn thì ngươi cũng không tin. Lúc quỷ bất quỷ nói mấy lời này hoàn toàn là vẻ mặt thành tâm thành ý. Ông lại hơi xoắn suýt thở dài nói tiếp. Hài... Không suy nghĩ kỹ càng Tính cách của lão già từ phúc kia Lão ta có thể lừa gạt lão nhân ra ta một lần Thì có thể lừa gạt ta lần thứ hai Nếu lão ta đã bất nhân như thế Thì lão nhân ra ta Cũng không thể chơi đẹp với lão ta nữa Sau khi nói đến đây Đột nhiên bên ngoài cửa truyền tới tiếng gõ Lúc đầu những người này tới đây Chỉ là để ẩn trốn Vợ mới nhắc tới kinh giao Thì lại có người tới gõ cửa Mấy người bên trong đều khẽ giận mình Ngay lúc này Bên ngoài cửa có tiếng người nói chuyện Bên trong có người không Chúng ta là người của nhà môn Trường lao Già vừa tới nhà môn Muốn truyền hộ tịch Mà bảo đương gia của các người đi tới nhà môn Viết lại hộ tịch Thì phải nộp tiền thuế chứ Các người đi mua nhà Không biết nộp thuế sao Lúc này đám người ngô miễn Mới biết mấy người đứng ngoài cổng Chỉ là người thường không có thuật pháp Lập tức quý bất quý cũng không nói nhiều bọc ra mấy sâu tiền xu Lên dân theo bách vô cầu đi ra ngoài cổng Ngày thấy âm thanh tán loạn kia đã ra dần Có lẽ là quý bất quy Đã đi theo đám bọn người kia Về nha môn đăng ký hộ tịch Nộp thuế rồi Qua một lúc sau Mời thấy quý bất quý quay trở lại lần nữa Đằng sau còn có thêm ba bốn tên sai vặt Ôm hộp cơm của quán ăn về Bách vô cầu tự mình ôm lấy hai vò rượu Tiểu nhậm tam vừa nhìn thấy nhảy cân lên vui vẻ Chạy tới đơ rượu Sau khi ăn uống no nê Mọi người đều tự tìm một gian phòng Vừa ý để nghỉ ngơi Đợi đêm hôm đó Ở giữa sân đột nhiên xuất hiện một bóng người Sau khi người này xuất hiện Chỉ dựa vào phương hướng trong đêm tối Mà vọt thẳng về phía căn phòng Của ngô miễn Anh trăng vừa vặn chiếu vào mặt hắn Lại chính là người Mà mấy người bọn họ vừa bàn luận ban ngày Kinh giao Hết chương 70 Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay Vậy là kinh giao Lại tìm đến ngô miễn Cuộc chiến sẽ nổ ra chứ Chúng ta sẽ cùng đón nghe Vào kỳ sau Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Còn bây giờ thì xin chào Và hẹn gặp lại